Bảy xin chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng chào đón một nghệ sĩ thần tượng với hai khán giả hâm mộ. Nghệ sĩ thần tượng ngày hôm nay là ai? Là một diễn viên với nhan sắc. Ngày hôm nay tôi tự tin rồi, bởi vì nhan sắc của chàng trai này không thể nào vượt qua được Hoàng Đăng Bơ đâu. Đó chính là nghệ sĩ Hồng Thanh. Cảm ơn Thanh đã nhận lời đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn em. Thanh. Hả? Đi kiếm đường á. Đường gì? Đi kiếm đường đi về á. Về cái gì mà về? Tại nãy nghe ai nói xấu mình á, nói mình xấu á. Xấu đâu mày, không cảm cho anh sao? Đi. Ý anh nói là phải có những người anh em thân thiết á. Thì tự nhiên anh dẫn chương trình anh tự tin lắm. Còn trước đây hả, mời toàn trai xinh gái đẹp hay là mấy người lớn tuổi như anh á, kiểu già, xấu. Anh cảm thấy không được đồng cảm. Chúc mừng năm mới nha. Về. Ê, hả? Dẫn ngoại. Sao vậy? Tại vì chơi xấu. Chơi xấu. Xấu đâu, không, anh đâu mê người khác. Em là đẹp nhất trong mắt anh. Không phải khen nha. Năm nay nhìn anh xấu hơn năm ngoái luôn á. Thiệt. Ủa cái đó là khen rồi. Không, cái đó là em nói thiệt. Cái này anh em tâm sự thôi. Ừ, trong cách ăn uống của em á, có. Làm sao để ăn mà mình có thể giữ được cái phong độ, rồi có thể lên sân khấu một cách an toàn về nhan sắc. Anh nhìn cái tướng em đi là anh biết em ăn uống điều độ rồi đúng không? Nhìn body em đi đúng không? Thì anh ăn uống điều độ. Tại vì em quá ốm rồi, đi làm ai cũng nói em ốm. Bây giờ em tới đây em học hỏi, em hỏi coi anh Hoài có cách nào ăn uống nó điều độ hơn xíu để em mập lên không? Ngồi ngộ vậy ta, giờ đi em hỏi ngược lại anh đó. Dễ lắm, mình sống chứ còn mà vô duyên tí là tự nhiên mập. Thôi về. Giận thôi. Để cho mà cảm thấy khỏe mạnh hơn thì mình sẽ có những người đẹp nấu ăn cho mình ăn. Nội nhìn người đẹp thôi là đủ mập rồi. Người đẹp hả? Chưa nói đẹp mà nấu ăn ngon nữa mập hơn. Vậy hả? Chuẩn bị nha. Ai vậy? Van. Van à? Van ai? Tủ lạnh. Tủ lạnh gì? Đến tủ lạnh đi rồi gặp fan. Ý vậy đó. À tới tủ lạnh hả? Cái tủ lạnh là bên trong là những điều bí mật để có thể khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của em á. Đâu fan đâu? Fan hả? Fan đâu? Sau lưng em. Qua đây. Đi qua đây. Không thấy ai luôn. Đừng có hâm nữa. Chứ đi qua đây người đấy, người ta nên dạ, người ta giới thiệu đi ra. Chứ, hả? Đúng rồi. Đâu? Nè. 2 3 là hai bạn xuất hiện nè. 2 3 xin mời. Hồng Phượng. Xin mời Mỹ Dung. Ý Phượng nè, ý Dung Dung nè. Phượng Dung. Biết luôn hả? Fan. Fan. Fan em. Phượng Dung nè. Phượng Dung. Đúng luôn hả? Ai Phượng ai Dung ta? Dạ em là Dung. Vậy mà chỉ như đúng rồi, tôi tưởng đâu biết rồi chứ. Nhiều rối, rối. Vậy hả? Fan đông quá. Chị Phượng. Phượng, Phượng, Phượng. Chị Dung đó. À đây. Ôi hai bạn dễ thương quá. Giới thiệu đôi nét về mình để Hoàng Đăng Bơ biết rõ hơn nè. Đây Phượng nè, đây Dung. Ngoài cái tên ra còn cái giấy khai sinh nữa. Nguyên cái giấy khai sinh còn cái địa chỉ, quê quán, nghề nghiệp, ba mẹ, ông bà như thế nào nữa mà. Hai bà giới thiệu, giới thiệu. Em tên là Hồng Phượng, 30 tuổi, hiện tại là diễn viên tự do. Diễn viên vậy chưa, nghe chưa? Diễn với anh Thanh bao giờ chưa? Vậy chưa. Chưa ha. Chưa, giờ. Bữa nay nha. Giờ nè. Tương tác luôn nha. Tương tác. Mời Dung giới thiệu. Vô. Dạ em tên là Mỹ Dung. Năm nay em 25 tuổi. Em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh và âm nhạc. Cảm ơn Dung. Cảm ơn Phượng đã nhận lời đến đây và đặc biệt là nấu ăn cho bạn Hồng Thanh. Nhưng mà các bạn mê Hồng Thanh ở những điểm nào? Mình chia sẻ xíu đi để cho anh cảm thấy tự tin hơn. Phượng. Dạ tính năng động. Năng động. Trẻ trung. Diễn hài hay. Những cái đó anh đều có mà. Có rồi. Giống như trong kịch bản đọc như vậy. Kịch bản gì? Những cái đó là ai cũng có. Ai phải. Chỉ có một mình không có thôi. Dung sao em? Dạ em thích mắt của anh Thành. Oh my god. Ủa mắt anh cũng đẹp mà sao không thích. Kỳ vậy. Rồi còn về gu ăn uống, các bạn có rành về Thanh về gu ăn uống chưa? Theo em được biết Thanh thích những cái món mà có vị cay. Đó em đoán nha, em đoán nha, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. đừng một lộ, đừng một lộ. Nè, mặt lạnh nè, mặt lạnh nè. Rồi đó. Còn Dung, em đoán xem. Em nghĩ là anh Thanh thích ăn những món mà có vị miền Tây à. từ nè, mặt lạnh nè, giống như không tiết lộ kết quả nè. Đúng rồi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao để xem những cái dự đoán của các bạn có đúng hay không. Qua cái tủ lạnh này, bên trong sẽ là những gợi ý. Và bây giờ xin mời cả nhà mở tủ lạnh ra. Mở ra nè. Tinh tinh tinh. Wow. Tinh tinh tinh. Sắp vô.
Thanh ơi, trả lời cho Hoàng được biết là bên trong đây có món nào bạn thích không? Có. Có là một món thích nè. Có món không thích mà ghét ơi là ghét không? Có không? Có. Có luôn. Cái tỷ lệ đó là bao nhiêu nè? 70-30 à. 70 là thích hả? 70 là thích. Ok. Ở đây là em không có món nào mà em ăn không được hết. Vậy luôn. Tất cả những cái em ăn được, tủ lạnh hay là tất cả mọi cái em đều ăn được, chai nước đều nuốt được. Wow, siết ảo thuật ha. Dạ. Ghê thiệt. Giữa động vật và thực vật thích ăn cái nào hơn? Thực vật. Rồi, xong rồi. Chúng ta đóng tủ lạnh lại. Ủa vậy thôi. Đó là những cái gợi ý đầu tiên để cho hai bạn Phượng và Dung phải hiểu rõ cái nết ăn nết uống của bạn Hồng Thanh. Lát nữa mình chế biến đồ ăn cho nó ngon. Hồi nãy bạn Phượng nói là Thanh thích ăn cay, có đúng không? Chính xác. Ghê vậy, thích rất ăn cay đúng không? Thích ăn cay. Vậy ghen lắm phải không? Ủa, gái ăn cay ghen lắm. Ừ đó. Nè gái nè, còn cái hương vị nào bạn thích không? Ngọt, bùi, đắng, thơm. Nếu mà thích ăn ngọt thì em sẽ không ốm như thế này. Còn đắng cay thì em đâu có ăn nhiều rồi. Tại vì khi mà em bước vào đời em đã ăn đắng cay nhiều rồi. Đó thì đó, còn cay là cái món mà em thích nhất. Còn Dung nói là em thích vị miền Tây. Dạ, đúng không? Chính xác luôn. Bởi vì em là người miền Tây. Và hy vọng là các bạn sẽ nấu ăn làm sao hợp với khẩu vị của Hồng Thanh. Nào, vào bếp thôi. Ngay sau đây sẽ là thử thách đầu tiên để chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao của Hồng Thanh và giành giật lấy quyền lựa chọn hai nguyên liệu chính. Chưa biết nguyên liệu chính là gì, quan trọng là chúng ta phải có được cái quyền ưu tiên này để mình biết cái sở trường của bạn Dung hay là bạn Phượng, ai giỏi món nào mình giật món đó trước để nhường món kia cho đối thủ. Là món kia là món sở đoản của đối thủ, người ta nói không ngon bằng mình thắng. Trong vòng 60 giây, hai bạn Phượng và Dung chạy về khu vực tạp hóa phía sau lưng của Hồng Thanh á. Chúng ta nhớ lại xem hồi nãy Hồng Thanh chia sẻ là mình thích những khẩu vị nào, hương vị món ăn theo kiểu nào, mình lấy về mỗi lượt đi là một món. Trong vòng 60 giây lấy càng nhiều càng tốt. Ai mà lấy được nhiều món ăn hợp khẩu vị với Hồng Thanh, với sự xác nhận của anh ấy, thì bạn đó được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính. Rất đơn giản hen. Chuẩn bị nào, đếm đi Thanh. 5, 6, 7 vô. Hết giờ. Quá dữ luôn. Xin lỗi, cho em hỏi nhẹ một tí được không? Sao? Anh Hoàng, em hỏi đi. Lấy mắm ruốc với mắm tôm không vậy? Ai biết gì, lỡ mấy người thích làm sao? Dạ lỡ anh thích thì sao? Lỡ anh thích miền Tây có mà. Lỡ anh thích. Rồi bây giờ chúng ta xác nhận nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ 6 món đi ha. 6 món. Trong 6 món này Thanh hợp khẩu vị mấy món? Đầu tiên là 4 món. Đúng. Dạ, là món nào vậy? 1 Hà 1 2 2 3 3 bốn. Trời ơi, phản ứng cho cố vô, thấy chưa, người miền Tây ai mà không thích ăn mắm ruốc với lại mắm tôm, đúng không? Ở nhà thích ăn mắm ruốc mắm tôm lắm. Dạ hả? Cực kỳ thích. Hay quá, 4 món, chúc mừng bạn. Chờ đón xem Phượng được mấy món nha. Y hả? Bộ trời ơi, nguyên cái rừng sinh thái bên đây luôn á. Có bộ hôm nay làm đám ai làm đám mâm ngũ quả. Đúng rồi, mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, hình như hồi nãy là Phượng biết em ăn thực vật nhiều á. Thực vật, nên là đúng toàn này là lấy rau cỏ, đồ này nọ, đồ hơn trái cây chia đồ này nọ cho em ăn. Trong 8 món này, Thanh thích mấy món? Xoài. Xoài. Thích cái bó này. Thích cái nguyên một bó thích đó. Thích cái chùm này luôn. Rồi, 2 món à. 2 món. Ủa, cái mấy món này không thích hả? Không. Nó ngọt. Ngọt. Thấy chưa? Mặc dù anh ấy là thích thực vật, nhưng mà anh ấy lại hơi kỵ ngọt tí. Năm nào thấy chua chua nè. Bên này 2 món, bên kia 4 món. Dung, em thắng. Xin mời Mỹ Dung sẽ lựa chọn nguyên liệu chính. Đây, nguyên liệu chính đây. Một bên là bắp bò, một bên là cá lóc đồng. Thì Mỹ Dung, 2 món này bắp bò với lại cá lóc đồng, em chọn món nào? Dạ em chọn cá lóc. Cá lóc, sở trường em món này hả? Dạ. Rồi, xin mời Hồng Thanh. Cảm ơn anh. Cá lóc mà pha với mắm ruốc em lắm á. Như vậy là chỉ còn bắp bò thôi. Mời Hồng Thanh trao cho bạn Hồng Phượng. Cái này là móc bộ đồ lòng ra cho bạn đó nha. Bắp bò à, đồ lòng cái gì? Bắp bò của con bò đó. Là cái bắp chuối của con bò, con bò à. Ừ. Bây giờ chúng ta đã có nguyên liệu chính rồi. Bây giờ mới là tính theo nguyên liệu phụ nữa nè. Nguyên liệu phụ là gì mình chưa biết, để kết hợp chung với nguyên liệu chính để nấu ra món ăn hoàn hảo hơn. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp sức thực phẩm.
vời quá Thanh ơi. Và như vậy là Thanh cũng đã hiểu rõ được luật chơi rồi đúng không nào? Dạ chưa ạ. Ừ, đã nói gì đâu mà hiểu. Thì dạ. Tại vị trí đó, Hồng Thanh phải cố gắng làm sao hiểu được sự gợi ý của người chơi là những fan hâm mộ. Chỉ có chúng tôi mới thấy được đề bài là gì mà thôi. Hồng Thanh đang đứng xoay lưng lại nên không thấy đề bài là gì hết. Đó chính là những nguyên liệu phụ ngày hôm nay chúng ta phải kết hợp cùng với nguyên liệu chính. Đồng ý. Phải cố gắng làm sao sưu tập đủ tất cả những nguyên liệu phụ trong vòng 60 giây đầu tiên. 60 giây tiếp theo bạn đi chợ, bạn lấy những món đó trên quầy tạp hóa siêu thị của chúng tôi. Sẵn sàng chưa? Đồng ý. Còn riêng với người chơi, cố gắng làm sao không được phạm quy, không được nói đến bất cứ một từ khóa nào liên quan đến đáp án. Tất cả chúng ta có thể vận dụng được ngôn ngữ và hình thể của mình. Mỹ Dung, 3, 2, 1, bắt đầu. Salad, dưa leo thường ăn chung với cái gì? À, salad, dưa leo, củ thường hành. Thường ăn chung với cái gì? Có hai từ. Bạc hà. Màu đỏ. Màu đỏ, cà chua. Khi xịt nước hoa thì có mùi gì? Cái mùi thơm á. Hai từ. Giấy thơm. Chính xác. Thế khi đó mà bị đau họng thì mình hay uống nước gì? À, nước chanh á. Nước dạ. Tắc á. Đúng rồi. Tắc á. Cái từ trước, hai từ trước. Trái tắc. Đúng rồi. Canh chua thường có cái rau, có cái cây gì dài thì là dài. Cái cây dài dài thức bạc. Bạc hà đó. Chính xác. 2, 1. Cái bạc hà. 60 giây. 60 giây rồi, 30 giây đi chợ. Đậu bắp á. Đi chợ. Đi chợ. Lấy những món ăn nào nãy giờ mình đang trúng á. 30 giây thôi Thanh ơi. Và nhiệm vụ của bạn là đem đồ ăn về cho người chơi chứ phải đem về khu vực bếp. Nếu để đây chúng tôi sẽ không tính. Ở đây nên thẳng cái mạc, người ta đi nguyên cái mạc để làm cái gì? Thời gian vẫn còn, nhanh lên Thanh ơi. Nhanh lên Thanh ơi, thời gian vẫn còn. Hết giờ. Hết giờ rồi. Tôi thấy Hồng Thanh là chơi tiểu xảo lắm á. Chúng ta kiểm tra là đề bài. Đầu tiên là cà chua, có cà chua không ạ? Dạ có. Chính xác. Tiếp theo. Trái thơm. Dạ có, nhưng mà em để bên kia. Đi đi, đứng rồi, đứng rồi, đứng. Tiểu xảo hả? Tiếp theo, trái tắc. À, trái tắc. Tắc đâu? Không có, nhưng mà như thế này. Hồi sáng, lúc em trên đường đi tới phim trường. Ừ. Thì vô tình em có ghé tiệm nước. Nước. Em mua một ly nước chanh. Ừ. Nhưng mà trễ giờ không kịp. Ừ. Cho nên em lấy đổi của cô chủ quán trái chanh. Ông rảnh vậy, không hợp lệ nha. Tiếp theo, bạc hà. Dạ, có bạc hà. Có bạc hà. Tiếp tục, đậu bắp. Dạ, có đậu bắp. Nhưng lúc đó là khoảnh khắc hết giờ và bạn đã quay lưng lại để nhìn bài. Không hợp lệ, tiểu xảo, phạm quy. Bỏ. Còn gì nữa không ạ? Giá, rau nêm. Không nên có. Rõ ràng là phần này Hồng Thanh chưa hỗ trợ hoàn hảo cho người chơi. Và nhiệm vụ của bạn là phải bù đắp cái tình cảm thiếu thốn đó của người ta. Bằng cách chịu hình phạt. Nhưng mà thôi chờ đợi để xem bạn như thế nào với Hồng Phượng nhé. Xin mời Phượng. Hồng Phượng đã rút được một số kinh nghiệm của bạn Mỹ Dung rồi đúng không nào? Cố gắng lên nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Con thỏ thích ăn cái gì màu cam? Cà rốt. Giỏi. À, ăn bún á, phải có cái này bầm cắt màu xanh dài dài. Không, dài cái trái á, cắt. Trái á. Màu xanh. Dưa leo. Đúng. Ừ. À, cái này anh mới lấy á. Thành. Không, cái anh lấy cái trái. Trái chanh á. Đúng rồi. Phạm Huy. Cái gì mà ăn cay cay thì cà cay dặm với nước mắm nước tương á. Ốp. Ở trên chùa có cái gì gõ chua, ớt chua. Đúng rồi. À, cái này chua chua ngâm củ kiệu á. Nước mắm. Không, ngâm củ kiệu thì chua chua. Đúng rồi, hai từ. Ăn giấm. Ngược lại. À, giờ giấm ăn. Đúng rồi. Cái này, cái củ này á, nó lột ra cay mắt lắm. Hai củ hành. Hai từ. Củ hành tây. Đúng rồi. Đi lấy đồ, đi chợ. Giỏi quá, rất là thông minh. Nhưng mà lưu ý các bạn đã bị phạm quy một món nha. Nhớ lên nào. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hả? Ủa cái gì, cái chùm gì cầm tay vậy? Thấy wow. Kiểu đẹp thì cầm thôi. Rồi, rảnh ha. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại đề bài. Xin mời. Con thỏ ăn gì? Ăn cà rốt. Hợp lệ. Tiếp theo. Trái gì ăn bún bầm. Dưa leo, hợp lý luôn. Cái trái vừa nãy anh nói anh đi chợ anh lấy nhưng mà phạm quy chuyện trái. Không có. Ớt chuông. Có cái ớt đánh vô cái chuông được không? Chuông đâu? Nè, không có cái chuông nhưng mà có cái chài đấm chuông. Chưa hợp lệ. Giấm ăn. Đâu? Giấm đâu? Ủa giấm đâu? Giấm đâu? Giấm đó. Hành tây. Nè, hành tây nè, có nè. Ok, hợp lý, hợp lệ. Còn nữa không ạ? Hết rồi. Ê, còn nho. Ăn kèm, trắng miệng thôi. Có thì thôi. Công thức này không cần nho. Và giờ tiếp theo là? Phạt. Ủa? Tại vì bạn đã đối xử không tốt với Mỹ Dung. Rồi với bạn Phượng, bạn cũng không có mang lại những sự đầy đủ cho người ta nữa. Ủa, em quá support đàn ông gì kỳ vậy? Hả? Nghệ sĩ nữa, đối xử với fan mà. Như vậy sao? Phạt gì phạt đi. Và bây giờ sẽ là hình phạt để cho Hồng Thanh giúp cho hai bạn Hồng Phượng và Mỹ Dung mang lại toàn bộ những nguyên liệu phụ bị thiếu. Xin mời quý vị.
Người ta nói á, mỗi con người đều có một cái mệnh khác nhau. Thì bây giờ hãy trói tay em lại. À, trói tay hả? Đúng, đúng. Làm bất cứ cách nào để làm bể toàn bộ số bóng đang tồn tại trên người của em. Không dùng tay. Ừ. Và đó là hình phạt của em. Yeah. Làm bể số bóng. Yeah. 5, 6, 7, mời nhạc. Ê. Sao ạ? Biết thời gian bao nhiêu chưa mà làm? Bao nhiêu giây? 5 giây. Họ nghỉ chơi à? Nghỉ chơi. Làm sao kịp, làm sao kịp. 12. Nữa đi. 15. Rồi. Ok, 15 giây nha. 15 giây. Chuẩn bị nè. 30 được không? 3, 2, 1, bắt đầu. Làm gì vậy Thanh? Thanh. Ủa dễ lắm hả Thanh? Trời ơi, Úc thì dễ hả Thanh? Trời ơi, gì vậy? Trời ghê quá. Trời chứ anh phải dính. Anh đứng anh dình cái bàn này lại quá, anh sợ lan cái bếp. Bình thường mà cái bếp. Rồi lấy đồ ăn ra đi em, lấy đồ ăn qua đây nè. Trời ghê quá. Đổi phong thủy đi, đổi phong thủy đi. Đổi qua đây nè. Đổi qua đây nè, đổi qua đây nè. Ừ, coi bên đây nó hợp không. Nó chung đó, nó tụt dưới rồi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá Thanh ơi. Xuất sắc Thanh ơi. Dùng mông rồi. Hay quá. Hay. Ha. Ráng lên. Hay. Hay. Ráng lên, còn trái à, còn trái à. Ráng lên Thanh. Ráng lên Thanh, ráng lên, ráng đi Thanh. Cố lên Thanh. Anh cổ vũ cho Thanh, cố lên. Đúng rồi, Thanh cố lên. Hay quá, 10 ngàn Thanh được tin, cố lên. Lên Thanh ơi, Thanh cố lên. Đây là Thanh, chuyền bóng với Thanh nè Thanh. Anh chuyền cho Thanh nè Thanh. Lấy cho 10 ngàn, lấy cho 10 ngàn. Cười lên, cười lên. Gì vậy? Đâu vậy? Cái này có xài không ạ? Ê, người chơi xài. Khách mời chỉ cần ăn thôi. À vậy hả? Ừ, chúc mừng bạn. Như vậy là bạn đã vượt qua được thử thách trong vòng là 3 phút. Ôi cởi chứ hả? Cởi chứ. Nghĩ sao vậy? Cho 10 giây mình tới 3 phút lần sau cởi. Nhưng mà thương tình thì thôi, tôi quyết định những nguyên liệu phụ sẽ thuộc về hai bạn Hồng Phượng và Mỹ Dung. Thì ta cho đúng không? Cho. Cho chứ. Để nó ăn cho nó ngon. Chứ không may là ăn cái kia đó. Bạn tự cởi đi nha. Tự nó mà cởi đi. Rồi hai bạn nấu ăn đi. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng để thưởng thức những cái khẩu vị, những hương vị, những tâm huyết, tình cảm mà hai bạn Hồng Phượng và Mỹ Dung đã dồn nén vào những món ăn dành tặng cho Hồng Thanh. Nhưng mà quan trọng là món nào hợp khẩu vị với Hồng Thanh. Em nói thật nha, em ngửi cái mùi thôi. Ừ. Là em thấy có bàn tay của mẹ em trong đó. Ừ. Có mùi thơm, mùi vị của miền Tây. À. Và mẹ em hay nêm nếm những cái gia vị. À, quan trọng là mùi chua chua nè. Ừ. Ngọt ngọt nè. Ngọt ngọt. Thì em muốn thử món này trước. À vậy hả? À, với món ăn này cũng như là cả hai cái thành phẩm á, thì xin mời hai bạn Dung và Phượng sẽ di chuyển đến ghế để mình trình bày rõ hơn. Dung ơi, em gọi tên món ăn của em là gì nào? Dạ canh chua cá lóc à. Canh tên lạ ha. Ừ. Tên hơi tên rồi đó. Chắc ở nhà mà Dung hay nấu món này ăn đúng không? Dạ. Nhưng mà có kiểu cái một cách đặc biệt gì đó của Dung không? Thường thì người ta sẽ nấu với me, nhưng mà em nấu với tóc, tại vì me bây giờ nó hơi bị cát với lại sạn á. Ừ. Tóc nó sẽ thơm hơn. Ồ, đặc biệt nha. Đó là một đặc biệt của Dung nha. Còn bên món ăn này thì bạn Phượng gọi tên là gì ạ? Dạ là gọi bắp bò cây. Nghe một cái là đã bắt tay liền rồi. Rồi bây giờ Thanh nè, Thanh muốn thưởng thức món nào trước? Hai món thì món nào cũng cay luôn á, bên đây ớt kìa. Cái nào cũng lạc. Thôi bây giờ khô trước đi. Bây giờ khô trước đi. Ok. Hồi nãy em cũng đã chia sẻ rằng là em khi mà hai bạn Dung và Phượng nấu thì sẽ share cho anh Hoàng. Đúng. Dạ. Đúng. Mình thích ăn bò lắm. Mời anh nè. Cái này là của anh. Thì đó. Ăn đi ạ. Ăn đi. Ăn 5, 3, 5 kiểu khác nhau nè. Mùi bò nồng nặc nha. Cái gì có cái giá của nó chứ. Đúng rồi.
Ăn khô mà. Không dai. Đúng rồi, bắp bò mình lo là dai lắm nha, nhưng mà rất là mềm nha. Mềm. Ừ, nhưng mà cái nào đứt cái đó nha. Có mùi vị của gỏi. Mềm lắm. Phượng ơi, em làm sao mà để bắp bò mềm được vậy em? Dạ, để cho bắp bò mà không bị dai á thì lúc mà mình trộn bắp bò mình đừng có thêm gia vị gì hết, mình chỉ cho một ít bột bắp vô. Bột là bắp khi mà mình xào á thì bò nó sẽ mềm. Chưa giờ ăn bò ngon rồi luôn kìa. Gỏi còn nhiều quá, gỏi gỏi còn nhiều quá. Ăn mà chơi ăn hết thịt bò à. Hơi ăn rồi đó. Người ta nấu cho em ăn cho cứ một miếng bò à. Đứng bên kia đi. Nó rất cay luôn á. Nó rất cay nha. Cay mà cay từ từ á, không? Hồi nãy nó không cay, giờ ăn vô một hồng vậy rồi nó cay. Ok á Phương. Ngon. Nó ngon đó mà cơ miệng cứng đứng luôn. Đứng luôn, đứng hình luôn. Quan trọng nhất á là vị ớt. Hiểm. Cái vị ớt á làm cho kiểu như ấm lòng á. Em qua thử canh chua được chưa? Cá lóc. Dạ, xin mời bạn. Cá hả anh? Cá mềm nè. Cá mềm tươi. Cái món này nó vừa phải. À, khi mà ăn vào thì cảm nhận được cái mùi miền Tây á. Khi mà em ăn cái miếng bạc hà đầu tiên luôn rồi là em thấy được con đường làng nè. Ba mẹ đứng bể tay chào đón nè. Ba mẹ giống cái bạc hà vậy đó hả? Giống cái bạc hà vậy á. Chạy lên ba mẹ nè. Ba mẹ nè. Quất một miếng cá vô. Quất cái. Quất một miếng cá nè. Là thấm. Thấm mùi vị quê hương chữ tình. Wow, thấy được cái chợ nổi rồi kìa. Không, quê mở Sa Đéc không có chợ nổi. Xuất sắc. Vừa miệng. Đúng rồi. Cá ngọt. Vậy là hai món đều ngon hết. Đều ngon. Vậy có cần phải chấm không? Chấm mắm không? Không có chấm. Cái gì vậy? Nó vừa phải rồi. Thật ra cái tô canh chua này chuẩn bị nước chấm là cho đẹp thôi. Quan trọng là cái mùi vị trong tô canh chua này. Wow. Nó đầy đủ. Em đã có kết quả. Em công bố đi. Canh chua. Chua sao? Là món ăn mà em rất thích. Ừ. Rửa bông cây. Em ơi, mình rất là thích. Ngang nhau. Chưa bao giờ có ngang nhau. 5 triệu không thôi chi đâu được. Đồng ý. Vậy thì em sẽ quyết định chọn quả bắp bông cây. Là đội chiến thắng. Ủa vậy hả? Chúc mừng bạn vừa. Lý do quá cay. Đúng cái chỗ gì của em. Chúc mừng bạn Vượng và cũng chúc mừng món ăn về nhì ngày hôm nay thuộc về bạn Mỹ Dung. Xin mời hai bạn. Đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng thuộc về người thắng cuộc ngày hôm nay với món ăn gỏi bắp bò cay đã thuộc về bạn Hồng Phượng. Chúc mừng Phượng nha. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là không phải ở đây là Phượng chiến thắng, là món của Phượng ngon hơn món của Dung. Thật ra không phải như vậy, mà là bởi vì cái vị của em á là cái vị cay. Mà cái em thích cái cay á là thật ra cái món nào đối với em nó cay là nó ngon à. Nhìn Dung nấu đồ ăn ngon nè, rồi hả đẹp nè, học giỏi nè, kết biết tiếng Anh nè. Yes. Đó, rồi sau này là hy vọng là sẽ nấu cho người yêu người ấy của Dung cái món canh chua thật là ngon nha. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi sao buồn quá vậy. Có đâu, tại tính ta thùy mị nít na vậy đó. Dạ. Thêm một phần quà nữa cho bạn Phượng nha. Đây, đây là phần quà nữa mà chương trình sẽ nhờ Hồng Thanh trao cho bạn Mỹ Dung. Cảm xúc của Phượng như thế nào ạ? Dạ em rất là vui khi mà món ăn của em được Hồng Thanh yêu thích. Dạ cay á. Còn với Dung thì sao, mặc dù ngày hôm nay không chiến thắng? Dạ em cũng rất là vui được tham gia chương trình cùng với hai anh mà em yêu thích ạ. Dạ cảm ơn bà Dung rất nhiều. Dạ. Cảm ơn Hồng Thanh với những chia sẻ và những phút giây chúng ta cười sảng khoái trong gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúc cho Hồng Thanh sẽ luôn thành công với những dự án của riêng mình nhé. Chúc cho chương trình được nhiều người yêu mến và cũng như chúc cho hai bạn sẽ nhiều sức khỏe và sẽ thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quà rất là nhiều nha. Ok, và kính mong quý vị sẽ không quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.